Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đau lòng, giáo phận Roma đã hủy bỏ tất cả các thánh lễ công khai cho đến tận Chúa Nhật lễ lá. Thưa quý vị và anh chị em, trong một diễn biến thật đau lòng, giáo phận Roma đã hủy bỏ tất cả các thánh lễ có công chúng tham dự cho đến ngày 3 tháng 4, tức là đến tận Chúa Nhật lễ lá, để đối phó với sự bùng phát của coronavirus. Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã cho biết như trên trong một thông báo được công bố vào tối Chúa Nhật 8 tháng 3, theo sau một sắc lệnh của chính phủ Ý, đình chỉ tất cả các nghi lễ tôn giáo công cộng. Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, giải thích rằng giáo hội tại Roma chọn một thái độ có trách nhiệm hoàn toàn đối với cộng đồng, với nhận thức việc bảo vệ khỏi sự lây nhiễm đòi hỏi các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là trong việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau. Do đó, cho đến ngày 3 tháng 4, các nghi thức phục vụ cộng đồng bị đình chỉ. Ngài nói thêm, mùa chay giúp chúng ta sống cơn thử thách lớn lao này một cách truyền giáo. Tôi chúc lành cho anh chị em bằng cách giao phó tất cả anh chị em cho Đức Mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Các linh mục sống ở Roma và thành Vatican có thể tiếp tục dâng các thánh lễ riêng. Các giáo xứ ở Roma sẽ vẫn mở cho anh chị em giáo dân đến cầu nguyện trước nhà tạm. Thông báo của giáo phận Roma cũng phản ánh quyết định chung trên toàn quốc được Hội đồng Giám mục Ý thông qua. Trong ngày Chủ nhật 8 tháng 3, Hội đồng Giám mục Ý cũng đưa ra một tuyên bố giải thích rằng sắc lệnh của chính phủ Ý đình chỉ các nghi thức dân sự và tôn giáo, bao gồm cả các tang lễ trong cả nước, cho đến thứ Sáu ngày 3 tháng 4. Giải thích đưa ra bởi chính quyền bao gồm một cách dứt khoát trong cụm từ nghi lễ tôn giáo, cả các thánh lễ và các nghi thức an táng. Đây là một diễn trình thật cam go, được tiếp nhận với đau khổ và khó khăn giữa các mục tử, các linh mục và tín hữu. Các giám mục nói. Các giám mục nhấn mạnh rằng, giáo hội chấp nhận sắc lệnh này sau khi đã suy tư về tình hình và mong muốn góp phần của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Video về các thánh lễ hàng ngày do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà nguyện Santa Marta sẽ được phát trực tiếp bởi Vatican News trên YouTube bắt đầu từ ngày 9 tháng 3. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói hôm Chủ nhật rằng việc phát sóng các video này sẽ cho phép những người muốn theo dõi các thánh lễ hiệp thông trong lời cầu nguyện với giám mục Roma. 84 trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận ở Lazio là khu vực bao quanh Roma. Giáo phận Roma đã kêu gọi tất cả người công giáo ở Roma giữ chay và cầu nguyện cho các nạn nhân dịch bệnh coronavirus vào ngày 11 tháng 3 và mời mọi người theo dõi thánh lễ đặc biệt được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình và trên Internet. Tôi nghe thấy tiếng khóc của thành phố chúng ta, của Ý và của toàn thế giới tại thời điểm đặc biệt này mà chúng ta đang trải qua. Đó là một tình huống mà chúng ta chưa từng biết đến. Điều đó làm chúng ta lo lắng, nhưng trên hết, chúng ta được kêu gọi sống với sức mạnh của đức tin, sự xác tín trong niềm hy vọng và niềm vui của đức ái. Đức Hồng Y Donatis viết trong một lá thư công bố hôm 6 tháng 3. Ngài nói thêm, ngoài việc giữ chay, chúng ta muốn gần gũi qua một dấu chỉ cụ thể của việc thi ân bố thí bằng cách quyên góp để hỗ trợ các nhân viên y tế đang xả thân một cách quảng đại và đầy hy sinh trong việc chăm sóc người bệnh. Thánh lễ hàng ngày đã bị hủy bỏ vào đầu tuần này tại Milan, Venice, Bologna và các khu vực phía Bắc Ý khác, nơi phần lớn các trường hợp COVID-19 đã xảy ra. Chính phủ Ý đã áp dụng kiểm dịch nghiêm ngặt vào ngày 8 tháng 3 đối với các khu vực miền Bắc và miền Trung của Ý, bao gồm Milan và Venice. Thủ tướng Giuseppe Conte cũng tuyên bố đóng cửa các viện bảo tàng,
rạp chiếu phim, buổi hòa nhạc, phòng tập thể dục và các địa điểm khảo cổ trong cả nước. Tất cả các trường học và đại học cũng bị đóng cửa. Hôm Chủ nhật 8 tháng 3, Tòa Thánh đã xác nhận rằng chỉ có một trường hợp được chẩn đoán dương tính với COVID-19 trong thành Vatican cho đến nay. Người đã thử nghiệm dương tính vào ngày 5 tháng 3 không phải là một cư dân hay viên chức trong thành. Người ấy là một người ở bên ngoài đang trong tiến trình xin vào làm việc tại Vatican. Trong một cuộc kiểm tra y tế trước khi được tuyển dụng chính thức, phòng khám của Vatican đã phát hiện ra người ấy nhiễm coronavirus. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, 5 người đã tiếp xúc gần gũi với người này đang được cách ly phòng ngừa. Bảo tàng Vatican đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4. Sau khi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã có một diễn từ ngắn hướng đến các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus và các nhân viên y tế đang xả thân chăm sóc cho họ. Ngài nói, tôi gần gũi trong lời cầu nguyện với những người nhiễm coronavirus hiện nay và tất cả những người chăm sóc các bệnh nhân. Tôi hiệp cùng với các giám mục anh em của tôi, khuyến khích các tín hữu sống khoảnh khắc khó khăn này với sức mạnh của đức tin, với sắc tín hy vọng và lòng nhiệt thành trong đức ái. Mùa chay giúp tất cả chúng ta một cảm thức truyền giáo trong khoảnh khắc thử thách và đau đớn này. Hôm 22 tháng 2, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại miền Bologna, chính phủ Ý đã cách ly 50.000 người. Những vùng bị cách ly cứ ngày càng mở rộng dần. Đến nay tại Ý, khoảng 16 triệu người ở vùng Bologna và các khu vực khác ở phía Bắc hiện đang bị cách ly cưỡng bức. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.